cô và các em sẽ cùng học với nhau qua tiết tập đọc bài cô giáo tí hon. Vậy thì trước khi vào bài mới ngày hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài cũ của lớp chúng ta. Trong tiết tập đọc trước, chúng ta đã được học bài Ai có lỗi. Bây giờ các bạn sẽ cùng mở lại sách bài Ai có lỗi. Một bạn đọc cho cô đoạn 1, đoạn 2 của bài Ai có lỗi, sau đó trả lời cho cô câu hỏi: Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau? Một bạn nữa đọc tiếp cho cô đoạn 3, đoạn 4 của bài Ai có lỗi và trả lời câu hỏi: Hai bạn nhỏ đã làm lành với nhau ra sao? Sau khi kiểm tra bài cũ của các bạn rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng qua bài tập đọc mới ngày hôm nay. Đó là bài Cô giáo tí hon. Vậy thì khi còn nhỏ, ai cũng thích trò chơi đóng vai. Một trong những trò chơi mà các em ưa thích là đóng vai thầy giáo, cô giáo. Bạn bé trong bài Cô giáo tí hon các em học hôm nay đóng vai cô giáo trong hoàn cảnh rất là đặc biệt. Ba má bạn ấy đang tham gia chiến đấu, bé ở nhà một mình trông em, cùng các em bày trò chơi lớp học. Vậy thì trò chơi đó như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài tập đọc ngày hôm nay. Các em cùng mở sách giáo khoa trang số 17. Các em theo dõi vào bài, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe trước một lần nhé. Cô giáo tí hon. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Mấy đứa nhỏ làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, khúc khích cười chào cô. Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu, nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng, đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng Hiển ngọng líu, nói không kịp hai đứa lớn. Thấy anh, hai má núng nính, ngồi gọn tròn như củ khoai, bao giờ cũng dành phần đọc xong trước. Cái Thanh ngồi cao hơn hai em một đầu, nó mở to đôi mắt hiền dịu, nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mân mê mớ tóc mai. Theo Nguyễn Thi. Trong bài đọc ngày hôm nay sẽ có một số từ khó đọc. Vậy thì ở đây cô sẽ luyện cho các bạn một số từ khó đọc. Các bạn cùng theo dõi, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe trước một số từ khó đọc này nhé. Bắt chước, khoan thai, khúc khích, ríu rít, ngọc líu, núng nính. Các em sẽ cùng đọc lại những từ này một lần nhé. Sau khi mình đọc xong những cái từ này, ở đây cô sẽ có hai câu. Hai câu này rất là dài, vậy thì khi đọc chúng ta sẽ ngắt hơi. Khi đọc như thế nào, các bạn cùng theo dõi. Cô sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Câu số 2. Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu, nhịp nhịp trên tấm bảng. Cô đã hướng dẫn các em cách luyện đọc từ, đọc câu. Vậy thì bây giờ các em sẽ cùng luyện đọc lại bài một cách thật là tốt nhé. Sau khi đọc bài xong, trong bài đọc có một số từ cô sẽ giải thích nghĩa cho các em. Từ thứ nhất đó là từ khoan thai. Vậy thì khoan thai có nghĩa là thong thả, nhẹ nhàng. Khúc khích là chỉ về tiếng cười nhỏ, liên tục và có vẻ thích thú. Tỉnh khô là nói về vẻ mặt, không có biểu lộ cái thái độ hay là tình cảm gì. Trâm bầu thì đây là một loại cây cùng họ với bàng và mọc nhiều ở Nam Bộ. Cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh về cây trâm bầu. Đây là cây trâm bầu và cái trái của cây.
Rồi, và từ cuối cùng đó là từ núng nính. Thì núng nính có nghĩa là căng tròn, rung rinh khi cử động. Thường thì hay nói về cái cặp má của những em nhỏ. À, các bạn cùng theo dõi, cô có một cái đoạn video cho các bạn theo dõi. Vậy thì trong phần tìm hiểu nội dung bài này, cô sẽ có một số các câu hỏi. Các em sẽ cùng dựa vào nội dung bài đọc để trả lời những cái câu hỏi của cô nhé. Câu hỏi số 1. Các bạn nhỏ trong bài đang chơi trò chơi gì? À, các bạn nhỏ trong bài đang chơi trò chơi lớp học. À, bé đóng vai là cô giáo và các em của bạn bé thì đóng vai là học trò đó các em. Rồi, câu số 2 nè. Những cử chỉ nào của cô giáo bé làm em thấy thích thú? À, vậy thì trong bài đọc có rất là nhiều những cái cử chỉ của bạn bé này. Vậy thì các bạn thấy là mình thích cái cử chỉ, những cái hoạt động nào của cô giáo Tí Hon này thì các em có thể nói. Ở đây cô lấy một số ví dụ cho các em. Ví dụ thứ nhất đó là cử chỉ của bé ra vẻ là người lớn khi mà bé kẹp lại tóc nè, thả ống quần xuống nè, lấy cái nón của má đội lên đầu. Hoặc là cử chỉ của bé khi mà bé bắt chước cô giáo bước vào lớp, đó là đi khoan thai, treo nón, mặt tỉnh khô và đưa mắt nhìn đám học trò. Hoặc là cử chỉ tiếp của bé đó là bắt chước cô giáo dạy học sinh, đó là bẻ nhánh châm bầu làm thước, nhịp nhịp cái thước và đánh vần từng tiếng. Các em có thể tự nói về cái cử chỉ mà các em thấy thích thú. Rồi, vậy thì chúng ta cùng qua câu số 3. Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của đám học trò. Vậy thì chúng ta thấy trong bài đọc thì mỗi trong đám học trò này thì mỗi người một vẻ, ai cũng trông rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Vậy thì chúng ta thấy thứ nhất đó là thằng Hiển thì ngọng líu, còn cái anh hai má núng nính, ngồi cuộn tròn như củ khoai, bao giờ cũng dành phần đọc xong trước. Về cái Thanh thì mắt thì mở to cái mắt, mở to đôi mắt nhìn bảng mà vừa đọc vừa mân mê mớ tóc mai. Cô và các em đã vừa tìm hiểu xong cái bài tập đọc này rồi. Vậy thì chúng ta thấy nội dung bài tập đọc này nói về một cái trò chơi của mấy bạn nhỏ diễn ra rất là ngộ nghĩnh, dễ thương đúng không các em? Vậy thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đọc diễn cảm một đoạn ở trong bài. Trong đây, trên đây cô đã đổi màu một số từ ngữ, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta nhớ nhấn giọng ở những cái từ mà cô đã đổi màu để cho cái bài đọc của chúng ta nó diễn cảm và hay hơn. Vậy thì các bạn cùng theo dõi, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe trước một lần. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Mấy đứa nhỏ làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy khúc khích cười chào cô. Các em sẽ cùng luyện đọc diễn cảm thật tốt đoạn này nhé. Vậy thì cô và các em đã vừa đi rèn đọc nè, tìm hiểu nội dung bài này xong rồi. Vậy thì nhiệm vụ của hôm nay của các em đó là sẽ rèn đọc lại bài và trả lời những cái câu hỏi trong bài thật là tốt. Sau đó chuẩn bị bài mới cho tiết tập đọc ngày hôm sau nhé. Tiết tập đọc chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em mạnh khỏe và học thật tốt nhé. Chào tất cả các em.